Xin chào tất cả quý vị bạn, và tôi là Mạnh Ô Tô. Và ở cái video lần này xin chia sẻ với quý vị bạn một vài những cái điều về cái dòng xe này. Thì tôi đã từng mua được một vài những dòng xe này, nhưng vào thời điểm trước ấy, thì khi về đến nhà thì đều chưa kịp lên sóng thì các bác đều có thể lấy mất ngay. Cho nên hôm nay tôi xin chia sẻ với quý vị bạn một cái video nói về cái dòng xe i20 này. Thì nói dòng xe i20 bên cạnh là đó là dòng cổ Hyundai. Bên cạnh i20 thì có cả thêm cả i30 nữa, là cùng cái phân khúc mà nó là đều là bản hatchback cả. Thì đối với chiếc xe i20 này, nó là bản 1.4 và nó cũng có rất nhiều những phiên bản khác nhau. Có thể là nó có thể bản 1.1 và có thể bản 1.4, và đây là một chiếc xe bản 1.4 bản đủ. Thì nó đời 2011 và màu đỏ. Thì chiếc xe này tôi cũng đã từng được đi một vài những chiếc xe như thế này, và đối với dòng xe i30 thì nó về form dáng nó y chang kiểu này, nhưng mà nó là form nó to hơn và có bản CV kép và bản thường. Thì đối với dòng xe i20 này, chúng ta biết được rằng là hôm nay tôi sẽ chia sẻ với quý vị bạn và tôi sẽ review cho quý vị bạn một vài những yếu tố mà có thể là chiếc xe i20 nó đang mang lại cho ở thị trường. Rất là nhiều người đang đi cái dòng xe này. Thì đối với dòng xe này thì nó có hai bản, bản to bản nhỏ, thì chúng ta sẽ đi chi tiết vào dòng xe này luôn. Dòng xe này thường thì nó sẽ là la răng, nếu bản thường thì nó sẽ là la răng sắt, và đây là một chiếc xe mà được độ la răng đúc lên rồi. Thì chiếc xe này chúng ta biết rằng là nhìn cái form dáng của nó thì nó cũng khá là bắt mắt đối với dòng xe mà i20 này. Đây là dòng mà Hyundai mà tôi thấy rằng là rất nhiều người vào những thời điểm trước họ hay đi. Khoang cốp cực rộng, khoang cốp này các bạn nhìn thấy nó rất là rộng, nhìn nó rất là rộng rãi, và nó là số tự động nhá. Số tự động thì chúng ta biết được rằng là đối với cái dòng xe này thì con này nó là bản đủ cỡ nóc, nhưng nó là phiên bản chung. Chúng ta nhìn thấy đây, xe thì cũng khá là mới xe đấy. Hệ thống ghế và hệ thống táp lô. Có cái điều tôi cảm thấy rằng là cái dòng xe này được nội thất và mặt đồng hồ, nó có hai chế độ mặt đồng hồ trên đỉnh phần bô lăng, nhìn về là đó là nhiệt độ, xăng báo, vòng tua, cây số. Bên cạnh thì lại có thêm một hệ thống mặt đồng hồ nhỏ ở phía trước đó, nhìn nó cũng khá là thú vị. Nó vẫn là cái dòng kiểu như dạng như số thẳng, nó vẫn là dạng như dạng số thẳng. Thì đối với dòng xe này, quý vị bạn biết rằng nó là dòng số xe số tự động, nhưng mà đối với dòng xe bản đủ hơn nữa thì nó cũng thêm có tích hợp bô lăng. Đối với dòng xe đấy thì nó phiên bản đời 2012 thì nó sẽ có cái phiên bản đó, còn 2011 thì nó là bản như thế này. Chiếc xe này là nếu để so với dòng xe Morning thì bản Sport thì chiếc này tôi cảm thấy rằng đối với phần máy và phần nội thất và phần gầm thì tôi nghĩ rằng đi sẽ tốt hơn. Đó là với quan điểm cá nhân của tôi, là tôi thấy đi tốt hơn. Đối với dòng xe mà này thì nó đối với có số tự động rồi, cửa nóc rồi, và điều hòa thì nó lại là điều hòa cơ, chưa được lên được điều hòa tự động. Thì nếu như chúng ta mà biết rằng là đối với điều hòa, nếu như là cá nhân tôi thì tôi sẽ thích điều hòa tự động hơn, nhưng cái này nó cũng không sao cả, nó cũng không ảnh hưởng lắm đến những yếu tố khi chúng ta vận hành ở trên đường. Đấy là đối với cá nhân tôi. Và chúng ta biết rằng là toàn bộ hệ thống táp lô táp ly nó được thiết kế, nhìn đây là phần dưới là phần nỉ này, phần trên là phần được bằng nhựa đen. Nhưng có điều nữa là nó thiết kế bên cạnh phần tay nắm thì có thêm phần loa check, đó là những cái yếu tố mà nó tạo nên cái sự khác biệt. Ở bên cạnh hốc gió thì lại được thiết kế là mạ dạng chrome trắng, thì tôi thấy rằng là nó tạo nên rất nhiều những cái đường nét sắc sảo hơn cho chiếc xe i20 này. Không gian phía sau tôi thấy là nó khá là rộng. Và đặc biệt khoang cốp khá là rộng. Nếu mà so với dòng xe Morning thì tôi thấy rằng nó rộng hơn. Và để đi tôi thấy rằng nó chắc chắn hơn so với dòng xe Morning. Chiếc xe này cũng có hệ thống gập gương và hệ thống chỉnh gương ở hai bên. Đó là chiếc xe mà i20 này. Chúng ta nhìn thấy đây hệ thống đồng hồ. Cái điều khá thú vị là chiếc xe này thì nó sẽ tạo nên hệ thống đồng hồ là một bên một nửa là đồng hồ xăng, một nửa là báo nhiệt độ. Và máy thì cũng khá là êm, điều hòa mát. Và toàn bộ phần tổng thành xe tôi thấy rằng là hệ thống bơm ghế, và ghế nó dành cho cả những người lùn và những người cao. Tôi đang bơm ghế này, tôi đang lùn, tôi đang hạ ghế xuống hết cỡ để xem như thế nào. Đối với như thế này là không gian nó khá là rộng,
chúng ta sẽ nhìn thấy cửa nóc đây. Cửa nóc đang có thể đi ra và tôi sẽ cho nó đi vào. Cửa nóc chạy khá là êm ái. Chỉ có cái điều là đối với dòng xe này thì nó lại không thiết kế là ví dụ như là nhiệt độ trên gương có thể là không có cam lùi trên gương. Nhưng mà với cái tầm tiền khoảng hơn 300 thì chúng ta cũng có thể là sẽ được một chiếc xe được 2011 ở cái phân khúc cũng cao hơn so với dòng xe Morning thì chúng ta hoàn toàn có thể đi được. Ở bên cạnh nữa chúng ta có thể thấy số này có thêm cả hệ thống tăng tốc phía dưới. Chúng ta nhìn là khi chúng ta bấm này thì nó lên thêm cái đèn on off ở đây, đấy là gọi là hệ thống thêm xăng để cho chúng ta vượt tốc. Nó khá là thú vị. Hệ thống đồng hồ thì cũng có cả báo 4 cửa và báo cốp. Đấy là đối với chiếc xe i20 này. Chúng ta sẽ xem qua về phần máy xem nó có điều gì, nó có điều gì khác biệt. Đây là phần máy. Máy đang được nổ khá là êm và máy chấm tư. Nhưng mà đối với dòng máy này thì tôi đánh giá rằng nó giống với dòng máy của Avante, cũng là chấm tư luôn. Dòng Avante và có thể là sẽ là cùng với dòng của phân khúc của Ascend. Nhưng mà dòng máy của Avante tôi đánh giá rằng máy này chạy khá là tốt. Và chúng ta sẽ thấy rằng là Avante nếu chúng ta đi chúng ta biết rằng máy nó khá là khỏe và cũng tiết kiệm nhiên liệu. Toàn bộ hệ thống cabo được bài trí và phần máy và phần đằng trước cũng tạo những rất là nhiều những cái đường nét mà tôi thấy rằng là tôi cũng khá hài lòng với dòng xe này. Đối với để mà chúng ta biết rằng là với cái tầm tiền nó cao hơn nữa, chúng ta không nói như với tầm khoảng 300, hơn 300 triệu. Hơn 300 triệu mà chiếc xe gồm có bóng khí ABS, đây. 4 bánh cộng với việc thứ hai là tổng thành xe mà loại là màu đỏ thì đối với phụ nữ tôi thấy rằng là chiếc xe này là chiếc xe mà tôi thấy đã đánh giá nó cũng khá cao đối với phụ nữ để chúng ta có thể đi chiếc xe này. Phanh đĩa 4 bánh thì độ an toàn nó đi cũng khá là tốt, và điều đặc biệt nữa là nó cũng không gian bên trong nó cũng khá là đẹp. Âm thanh thì chúng ta cũng thấy rằng âm thanh của nó, dòng xe này tôi thấy rằng nó cũng khá là tốt, thì chúng ta hoàn toàn có thể là lựa chọn được chiếc xe như này để cho chúng ta đi gia đình, thì đấy là điều vô cùng tuyệt vời. Đối với người phụ nữ mà cá tính hoặc là thích những dòng xe như này thì đây cũng là một trong những sự lựa chọn vô cùng tuyệt vời. Và đấy là điều hòa rất là mát. Đấy là cái video tôi chia sẻ cho quý vị bạn về cái dòng xe mà Hyundai i20 này. Và rất cảm ơn quý vị đã xem video. Và nếu như bác nào đang đi xe i20 thì có thể là sẽ comment bên dưới này xem là nó có những cái điều gì mà đang tạo nên những cái điều mà bác cảm thấy rằng là ưng ý, và cái điều gì bác cảm thấy là chưa ưng ý mà để cho người khác có thể là tham khảo và để cho biết đến cái dòng xe i20 này. Rất cảm ơn các bác đã xem video, và chúng ta sẽ lại gặp lại nhau vào những video clip tiếp theo. Và nếu như ngày mai có điều kiện thì tôi sẽ chạy test thử dòng xe này trên cao tốc để cho quý vị bạn có thể là sẽ biết được rằng là tốc độ nó chạy ra sao và nó chạy như thế nào. Nhưng hôm nay là buổi trời tối rồi cho nên tôi không có điều kiện để có thể là review tiếp được, thì chúng ta sẽ hẹn nhau vào video ngày mai nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau video ngày mai, và đừng quên rằng đăng ký kênh và share và chia sẻ video này cho mọi người cùng xem, là chúng ta sẽ tiếp tục vào video ngày mai chúng ta sẽ review dòng xe này.